Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, bất cứ cuộc chiến tranh, xung đột nào nổ ra cũng đều để lại đau thương, nỗi mất mát khôn nguôi cho những người dân vô tội. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng vậy, từng trận can quét của không kích, bộ binh với hàng ngàn cơn mưa bom bão đạn trải dài trên khắp giải Gaza đã biến mảnh đất vốn yên bình, tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc bất đắc dĩ trở thành nghĩa địa cho trẻ em, với hơn 10.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 4.000 trẻ nhỏ. Theo kênh Channel News Asia, ngày 6 tháng 11, ông Guterres đã nói rằng các hoạt động trên bộ của lực lượng phòng vệ Israel, quân đội Israel và các cuộc bắn phá liên tục đang tấn công dân thường, bệnh viện, trại tị nạn, nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ và các cơ sở của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả các nơi trú ẩn, không ai được an toàn. Trong khi đó, theo ông Guterres, Hamas và các tay súng khác sử dụng dân thường làm lá chăn sống và tiếp tục phóng tên lửa bừa bãi về phía Israel. Ông Guterres nhấn mạnh, là đã có những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế và một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo. Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, thảm họa đang diễn ra khiến mỗi giờ trôi qua thì nhu cầu ngừng bắn nhân đạo lại trở nên cấp thiết hơn và cơn ác mộng ở Gaza không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, đó là một cuộc khủng hoảng của nhân loại. Do vậy, ông Guterres cho rằng các bên trong cuộc xung đột và thực tế là cộng đồng quốc tế phải đối mặt với trách nhiệm cơ bản và ngay lập tức chấm dứt nỗi đau khổ tập thể vô nhân đạo này và mở rộng đáng kể viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngày mùng 7 tháng 10, các tay súng Hamas đã tấn công miền Nam Israel, sát hại khoảng 1.400 người, chủ yếu là dân thường, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các ngôi nhà và những người đang vui chơi tại một lễ hội âm nhạc. Trong khi đó, theo cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công trả đũa tới nay, ở giải Gaza có 10.222 người đã thiệt mạng, trong đó có trên 4.000 trẻ em. New York Times đưa tin, giám đốc CIA William Burns đến thăm Israel trong ngày 6 tháng 11 để thảo luận về chiến tranh và tình báo. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Burns cũng sẽ đến các nước Trung Đông khác để thảo luận về tình hình giải Gaza. Israel cho biết 31 binh lính của họ đã thiệt mạng kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ vào giải Gaza ngày 27 tháng 10, giao tranh với hàng nghìn chiến binh Hamas. Israel thúc giục dân thường ở phía bắc giải Gaza tức trung tâm của lực lượng Hamas, sơ tán về phía nam để được an toàn hơn. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho biết, chưa đến 2.000 người sơ tán xuống phía nam vì sơ hãi, đường xá bị hư hại nặng và thiếu thông tin do liên lạc hạn chế. Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, các phóng viên xem cảnh quay từ trên không về các đường hầm và địa điểm tên lửa của Hamas tại hai bệnh viện ở phía bắc giải Gaza nói rằng, điều này cho thấy Israel không phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở phía bắc giải Gaza. Hamas ra tuyên bố kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thành lập một ủy ban đến thăm các bệnh viện ở giải Gaza để xác minh lời đồn sai trái của Israel rằng Hamas sử dụng bệnh viện làm địa điểm ẩn náu. Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc cho biết, trung bình cứ 10 phút lại có một trẻ em Palestine ở giải Gaza thiệt mạng và hai trẻ em bị thương. Theo Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc, các nơi tạm trú của cơ quan này ở phía nam giải Gaza đã quá đông đúc và không thể tiếp nhận người mới đồng thời cho biết nhiều người đang ngủ trên đường phố. Các cơ quan Liên Hợp Quốc sốc và kinh hoàng trước số người tử vong tăng lên do xung đột Israel-Hamas. Cùng với việc bày tỏ sốc và kinh hoàng trước số người chết ngày càng tăng do xung đột giữa Israel và Hamas, hàng loạt cơ quan Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời kêu gọi chung hiếm hoi về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Theo báo tin Al Jazeera, có trụ sở ở Qatar ngày 6 tháng 11, Lãnh đạo của 18 cơ quan Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tham gia xung đột Israel-Hamas ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời bày tỏ sốc và kinh hoàng trước số người tử vong ngày càng tăng do cuộc xung đột này. Trong một tuyên bố chung hiếm hoi, những người đứng đầu các cơ quan của Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Chúng ta cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Đã 30 ngày rồi, thế là đủ rồi. Và việc này phải dừng lại ngay bây giờ." Những người đứng đầu các cơ quan liên hợp quốc bao gồm các nhà lãnh đạo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, cơ quan liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women, Chương trình Lương thực Thế giới WFP và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã mô tả các vụ giết hại cả người Israel và người Palestine trong tháng qua là kinh hoàng. Theo cơ quan y tế giải Gaza do Hamas kiểm soát, ít nhất 9.770 người Palestine, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong các vụ bắn phá của Israel nhằm vào vùng đất Palestine này. Trong khi đó, chính quyền Israel cho hay, hơn 1.400 người, cũng chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào miền nam nước này. Ngoài ra, các tay súng Hamas còn bắt hơn 240 người đưa về giải Gaza làm con tin. Các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho biết, trong gần một tháng qua thế giới đã theo dõi tình hình đang diễn ra ở israel và lãnh thổ palestine bị chiếm đóng trong sự bàng hoàng và kinh hoàng trước số lượng sinh mạng bị thiệt mạng và bị thương ngày càng tăng những người đứng đầu các cơ quan của liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên tôn trọng nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện trường học và cho phép viện trợ vào gaza đồng thời lên án vụ sát hại hàng chục nhân viên cứu trợ những người đứng đầu các cơ quan của Liên Hợp Quốc còn cho biết, tới nay đã xảy ra hơn 100 cuộc tấn công nhằm vào cơ sở chăm sóc sức khỏe. Rất nhiều nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10, trong đó có 88 đồng nghiệp của Cơ quan Công tác và Cứu trợ của Liên Hợp Quốc UNRWA. Đây là con số tử vong cao nhất của Liên Hợp Quốc từng được ghi nhận trong một cuộc xung đột. Thưa quý vị, quân đội Israel cho biết cuộc tấn công trên bộ của họ vào giải Gaza đã chia lãnh thổ này của Palestine làm đôi và dự kiến sẽ tiến vào thành phố Gaza trong vòng 48 giờ tới, theo The Guardian và CNN. Tối ngày 5 tháng 11, Gaza rung chuyển vì hàng loạt vụ nổ lớn. Việc liên lạc tại đây bị cắt đứt hoàn toàn lần thứ ba và bạo lực đã leo thang ở biên giới phía bắc của Israel với Lebanon. Các nhà báo ở trong Gaza cũng như những người theo dõi tình hình từ biên giới của Israel cho biết, quân đội Israel đã tấn công dữ dội vào Gaza. Các cuộc tấn công diễn ra từ trên không, trên biển và trên đất liền, gồm cả phía bắc Gaza. Tại phía bắc Israel, các cộng đồng biên giới, gồm cả thành phố Kiryat Smona, liên tục phải hứng chịu hỏa lực của Hezbollah. Vụ tấn công mới nhất này diễn ra sau khi Israel tấn công nam Lebanon, làm ít nhất 4 người thiệt mạng một nghị sĩ hezbollah gọi đó là diễn biến nguy hiểm và cảnh báo israel sẽ phải trả giá phát ngôn viên lực lượng phòng vệ israel ông daniel hagari cho biết các lực lượng israel đã bao vây thành phố gaza hiện có một nam gaza và một bắc gaza quan chức này cho biết thêm israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công trong cuộc chiến chống hamas đề cập tới cuộc tấn công lebanon ông hagari cho biết chúng tôi tấn công dựa trên tên tình báo và nó sẽ còn tiếp diễn đó là sứ mệnh của tôi. Bất cứ ai đe dọa Israel, chúng tôi sẽ tấn công. Mỗi sự kiện diễn ra ở Lebanon, chúng tôi đều xem xét và tìm hiểu. Đó là những gì tôi có thể nói vào thời điểm này. Israel cũng đưa ra bằng chứng mới chỉ ra rằng Hamas đã sử dụng các bệnh viện ở Gaza làm vị trí quân sự. Ông Hagari cáo buộc nhóm Hamas ngăn các cư dân còn lại ở Bắc Gaza sơ tán về phía Nam, theo cảnh báo của Israel. Liên quan đến nội bộ Ukraine, truyền thông tiết lộ đã xuất hiện những bất đồng công khai giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine liên quan đến tình hình xung đột với Nga. Theo ông Igor Zoka, phó tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ngày 4 tháng 11 đã lên án đánh giá của người đứng đầu quân đội Ukraine khi cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thế bế tắc. Trước đó, chia sẻ với tờ The Economist, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny nhận định, Ukraine đang ở tình trạng bế tắc và có thể sẽ không giành được đột phá đáng kể trong xung đột. Theo ông Zoka, cuộc phỏng vấn của tướng Zaluzny sẽ được phía Nga đọc, ghi chú cẩn thận và rút ra kết luận. Ông cho biết đã nhận được cuộc gọi hoàng loạn từ các nước đối tác muốn hỏi liệu xung đột Nga-Ukraine có đang đi vào bế tắc như tướng Zaluzny nói hay không. Ông Zoka khẳng định. Ông rất ngạc nhiên với những đánh giá của tướng Zaluzny. Bất động công khai trong nội bộ Ukraine xảy ra vào thời điểm quan trọng, khi mà chiến dịch phản công của Kiev diễn ra chậm chạp. Trong khi bạo lực bùng phát ở Trung Đông làm dấy lên mối lo ngại, nguồn viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây cho Ukraine có thể bị cắt giảm. Tổng thống Zelensky dù không đồng tình với đánh giá của tướng Zaluzny, nhưng thừa nhận người dân đang mệt mỏi sau 18 tháng bùng nổ xung đột. Theo ông Zelensky cho biết, Giao tranh Israel-Hamas đã làm chuyển hướng chú ý khỏi xung đột Nga-Ukraine và làm phức tạp thêm những nỗ lực duy trì sự quan tâm của quốc tế từ phía Kiev. Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, tổng thống Ukraine đã thể hiện sự đoàn kết với Israel và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tới Israel, cũng như đề nghị hỗ trợ cho những người bị tấn công. Còn hiện tại ở tiền tuyến phía nam và phía đông. Ukraine vẫn đang tiếp tục cuộc phản công khó khăn chống lại quân đội Nga. Cuộc xung đột Israel Hamas nổ ra kéo theo những hệ lụy thiệt hại khủng khiếp về người khiến cả thế giới không khỏi xót xa. Với ước tính của Liên hợp quốc cứ trung bình 10 phút lại có một trẻ em thiệt mạng và hai trẻ em bị thương. Liệu con số này sẽ còn tăng đến khi nào? Sẽ còn biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội bị tước đi quyền được sống, được đến trường tung cánh với ước mơ? Có lẽ đây vẫn là câu hỏi được cả thế giới quan tâm lúc này những thông tin mới nhất liên quan đến xung đột giữa israel và hamas sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại